Chúng ta bị bệnh phải làm sao? Làm sao để trị liệu? Nếu như thật sự tin Phật, tin rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chỉ cần tin vào câu này là đủ. Tật bệnh của chúng ta là do bất thiện niệm sanh ra, từ tham sân si mạng nghi sanh ra. Ngày nay chúng ta đoạn tận tham sân si mạng nghi. Bệnh đó có lành được chăng? Nhất định lành. Vì sao vậy? Vì mỗi tế bào đều khôi phục bình thường. Bình thường chính là mạnh khỏe nhất. Đây không phải là mê tín, đây là chân tướng sự thật. Tin thật mới được. Chúng tôi nhớ lại vùng nông thôn ngày xưa, lúc chúng tôi còn nhỏ, khoảng đầu năm dân quốc. Người dân quê trị bệnh thường cầu xin Phật Bồ Tát, lấy một ít tro tàn trong lư hương đem về uống, bệnh quả nhiên lành. Đó là do lò hương trị lành ư? Bây giờ chúng ta biết là không phải, mà do tính tâm, tâm chân thành. Tính tâm đã trị lành bệnh. Tàn hương bất quá chỉ là thuốc dẫn mà thôi. Không phải không có đạo lý, rất có đạo lý. Dù ý dựa có tốt đến đâu, nếu như không tin nó, quý vị uống cũng vô dụng. Vì sao vậy? Vì hoài nghi nó. Thế nên Đức Phật dạy niềm tin là mẹ của các công đức. Vô lượng vô biên công đức đều sanh ra từ tín tâm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô